Hướng dẫn làm airdrop kiếm tiền online. Đầu tiên thì mình giải thích cái thuật ngữ airdrop cho những ai chưa biết, nhấn mạnh là bạn nào chưa biết thôi nhá. Airdrop là một hoạt động, một dự án nào đó họ phát coin miễn phí cho cộng đồng. Đây là một cách marketing thường được thực hiện bởi các cái dự án startup trong lĩnh vực tiền điện tử crypto để cộng đồng biết đến dự án đó nhiều hơn, tạo cái sự lan tỏa của dự án đến mọi người. Gần như thời điểm nào thì cũng có những cái dự án airdrop. Bản thân mình cũng làm airdrop nhiều, làm 10 dự án thì khả năng sẽ thu được tiền từ 1 đến 2 dự án mà thôi. Ví dụ như dự án Avive mình kiếm được 50 đô, dự án Omega Network mình kiếm được 30 đô, và đặc biệt thì với dự án ICE Network mình kiếm được hơn gần 2.000 đô la Mỹ. Cái kiếm được ít, cái kiếm được nhiều, nhưng tất cả những dự án mình theo đuổi đều airdrop miễn phí cả. Và việc bạn kiếm được nhiều hay ít phụ thuộc vào sự kiên trì, thái độ có nghiêm túc với những airdrop mà bạn đang theo đuổi hay không. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc, đó là những người thành công là những người trụ lại được đến cuối cùng. Phần nào thì nó cũng đúng với những ai mà tham gia airdrop như vậy. Vậy qua clip này, mình xin giới thiệu đến các bạn một số dự án tiềm năng như sau. Số 1, P Network. Cái này thì dự án quá nổi tiếng rồi các bạn ạ. Đã có app đào trên Apple Store hoặc là CS Play trên điện thoại Android. Các bạn có thể tải cái app đào và nhập cái mã mời Hoàng Minh Thắng 88 để đăng ký đào nha. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng cái đường link mình để ở phần phía dưới phần mô tả của clip này. Nói về airdrop thì thời điểm hiện tại P Network được đánh giá là số 1 về tiềm năng tạo giá trị lớn đó các bạn. Thứ hai, dự án Good Dollar cũng đã có app đào đầy đủ trên điện thoại. Các bạn có thể đăng ký bằng đường link phía dưới phần mô tả của clip. Đấy, mình để ở phía dưới đấy, các bạn có thể kéo xuống, kích vào cái đường link đấy để đăng ký. Thứ ba là dự án Bondex cũng đã có app đào đầy đủ trên điện thoại. Mã mời là 4MIZZ. Hoặc các bạn cũng có thể đăng ký bằng đường link phía dưới phần mô tả của clip. Thứ tiếp theo đó là dự án Sidrabank cũng đã có app đào đầy đủ trên điện thoại. Mã mời là InvestTV88 hoặc là đăng ký bằng đường link phía dưới phần mô tả của clip hoặc là quét mã QR mình để trên màn hình. Tiếp theo là dự án AZCoiner cũng đã có app đào đầy đủ trên điện thoại. Mã mời là InvestTV88 hoặc đăng ký bằng đường link phía dưới phần mô tả của clip. Tiếp theo, dự án B Network cũng đã có app đào đầy đủ trên điện thoại. Mã mời là Hoàng Minh Thắng 88. Đăng ký bằng đường link phía dưới phần mô tả của clip. Tiếp theo là dự án Athen Network cũng đã có app đào đầy đủ trên điện thoại. Mã mời, đường link mình để phần phía dưới phần mô tả của clip. Đấy, hoặc quét mã trên màn hình. Mình tạm cập nhật đến đây thôi. Có thêm những cái dự án airdrop nào hấp dẫn, tiềm năng, mình sẽ tiếp tục cập nhật để các bạn theo dõi nhé.